Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến các anh em kéo cưa kèm cạp tùm lum tùm la quá trời luôn. Cưa Hàn Quốc nè, rồi cạp Đài Loan nè, kéo Nhật nè, hàng này hàng chức một giá phổ thông nha. Kéo tỉa nè, đây cũng là kéo cắt hàng Nhật nè, rất là bền nha. Mẫu này đều rất là bền luôn. Rồi kéo cắt cao cấp hơn nè, hàng đập nguyên khối, đúc nguyên khối luôn, rất là sắc nét. Cái hàng này là hàng cao cấp hơn, bền hơn. Cuối cùng là dao ghép nha anh em. Đó, dao ghép này hàng Nhật nha. Rất là bén. Dao ghép này hàng Nhật ha, Watashi. Đó, nó có thể gập lại nha anh em. Gập lại với cái cán đây. Nó không có bị nguy hiểm ha. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết với các anh em nha. Đầu tiên là cưa Hàn Quốc. Cưa Hàn Quốc này rất là đã. Đẹp, cưa rất là đẹp, rất là bền nha anh em. Chiều dài cái lưỡi là 21 phân, 210 là anh em. Cưa đúng chuẩn bonsai ha, nhìn rất là sáng, cái cưa rất là sang luôn ha. Cái màu nè anh em, màu này các anh em có đỡ quên ở ngoài vườn á, chúng ta cũng dễ kiếm nó nổi. Rồi, cái cưa này á là cái cưa gấp, anh em có thể mở ra ha, nó có hai cỡ. Anh em bấm cái nút đỏ là anh em có thể là gập ra mở vô. Đó, rất là sắc nét ha. Bóng. Cái răng nó rất là sắc nét ha, không có cù nhây nha anh em. Chiều dài là 21 phân. Cái phần răng á nha, phần răng chiều dài là 21 phân. Còn tổng thể dài mà khi mở ra á, nó nằm tầm 43 phân nha anh em. Đây 42 43 phân. Đó. Gặp lại đó ha, mở ra nó vậy đây. Đó. Cái răng nó rất là sắc nét. Cái này anh em có thể là cưa những cái cành từ cổ chân, anh em cưa vô tư nha anh em. Rồi, cái cưa này 220 ha. Em sẽ bao phí ship 220.000, xứng đáng cái đồng tiền nha anh em. Này cho anh em thử hàng trước khi thanh toán tiền nha. Anh em không cần phải thanh toán tiền trước đâu. Rồi, tiếp theo nữa là cái cưa Đài Loan. Cái cưa này thì cái dòng nó nhỏ hơn một tí xíu. Bonsai, để cưa bonsai ha. Chủ yếu là anh em cưa từ những cái cành từ cái cổ tay quay về là anh em cưa vô tư nha anh em, không thành vấn đề gì hết. Cái cưa này nó rất là bền đó. Cái cưa này á, cái chất thép SK4 nha anh em ha. Rồi, cái cua này chiều dài á là 16 phân ha, chiều dài cái lưỡi nha anh em, 16 phân. Cái cua này dòng cua mịn nha anh em. Anh em thấy nè, rất là dẻo. Nó đàn hồi rất là tốt nha, chứ không có nhiều cái loại cua là anh em bẻ vậy nè, là nó đàn hồi không có hết. Còn riêng cái lưỡi này nè, cái chất thép này rất là bền nha anh em. Đó. Chiều dài tổng cái cua á, mà khi mình mở ra là nó nằm tầm khoảng 35 phân nha anh em. Còn cái lưỡi này nè, cái cửa lưỡi này nè, dài 16 phân ha, phần răng nha nè, là 16 phân. Rồi, cái này chỉ là 130 ngàn thôi nha, giá 130 ngàn, em không bao ship. Rồi, tiếp theo nữa là phần cạp. Cạp này là cạp Đài Loan nha nè. Đây, cạp xéo đa năng. Đó, nó dũm dũm vậy ha, mà nó xéo. Nó vừa đóng vai trò là cặp tròn, vừa đóng vai trò là cặp xéo nha anh em. Khi mà anh em sử dụng ít giải trí văn nghệ ở nhà thì anh em chỉ cần một cây này là anh em đủ xài rồi. Anh em có thể bấm những vị trí ngóc ngách hoặc là xử lý vắt sẹo nha anh em. Hai cái răng nó rất là sáng nha anh em, bấm là nó đứt, nó không cù nhây nha. Đó, anh em thấy không? Em bấm tay phải nè, em bấm tay trái nè, giờ bấm tay phải nè. Nó không cùng nhây nha anh em, bấm là nó đứt. Hai cái lưỡi nó rất là sát với nhau nha anh em. Không sát với nhau thì anh em không bấm được đâu. Đây. Đó, và anh em lưu ý ha. Một cái lưỡi á, là nó chùm lên một lưỡi như vậy nha anh em, chứ hai cái lưỡi nó không thể nào cắn vô nhau nha. Cắn vô nhau là chúng ta không cắt được đâu. Cái này là cạp nha, chứ không phải bấm móng tay nha anh em. Nhiều anh em nhận về nó này không, hai cái lưỡi nó không có dính lại. Nó dính lại là không có bấm được nha anh em. Rồi, tiếp theo nữa là cạp tròn, hàng Đài Loan luôn. Chiều dài là 21 phân nha anh em. Này,
cặp tròn. À, cái loại này là loại em đã lựa rồi, à, hàng em lựa, anh em thấy không? À, hai cái răng này nè, à, nó rất là sát với nhau ha. À, cây cặp loại này anh em xài rất là ok, với cái mức giá này là anh em xài là rất là mềm luôn anh em, mềm hơn so với một số cái chỗ mà anh em mua được, và bảo đảm uy tín. À, cho anh em thử hàng, test hàng giống như clip em quay nha anh em. Ừ. Không phải là quay cái này là gửi cái khác nha anh em. Ừ. Gửi cái loại khác là không được, em gửi đúng cái hàng này luôn. Ừ. Quay hàng nào em gửi hàng đó nha. À, đây anh em nhìn cái chốt nè, anh em chú ý ha. Ừ. Đó cái chốt, cái phần răng với phần chốt này nè, nó không có có láng giống cái những cái hàng Trung Quốc nha anh em. Hàng Trung Quốc là cái chốt nó láng, nó không có cái bù lon, không nhìn rõ cái bù lon đâu, nó mài rất là bằng. Còn cái này là hàng Đài Loan nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là kéo, kéo Nhật nè, kéo này là kéo cái mẫu của nó giống thằng Sanda ha, Sada, nhưng mà anh em đừng có nhầm dòng Sanda nha. Sanda hiện tại bây giờ ngoài thị trường nó rất nhiều loại ha, 3-4 loại, nhiều khi anh em mua cái loại 2 loại 3 mà anh em trả tiền loại 1 á. Còn riêng đối với loại này á, là một loại duy nhất nha, không có loại 2 loại 3 gì hết á. Hàng Nhật nha anh em, đây hàng Nhật đây. À, hàng Nhật nha anh em, xài rất là bén luôn. À, cắt rất là mướt này, mũ đi dính nè. À, cắt rất là mướt nha anh em. À, cái này chiều dài là 21 phân. Đó. 21 phân nha anh em. Đó. Đây cắt thử cho anh em xem cái độ bén ha. Cắt giấy thôi. Đó, hai cái lưỡi nó rất là bén nha anh em. Đó, rất là bén ha. Cắt ngọt lắm anh em ơi. À, cái này mà anh em cắt những cái cành mà từ ngón tay, à, cỡ như ngón tay cái là anh em cắt vô tư nha nè, rất là êm tay luôn. Đó. Thì cái cây này á giá là 190 nha, em không bao ship, hàng Nhật nha anh em chứ không phải hàng tầm bậy nha anh em. À, xài rất là bền, rất là bén. Cho anh em thử hàng trước khi thanh toán tiền nha. À, kiểm tra thử hàng đúng cái gì em giới thiệu vậy ha. Rồi cái này 190 nha, em không bao ship nha, anh em mua từ hai sản phẩm thì em sẽ bao ship. Rồi tiếp theo nữa là cái kéo cán đỏ trắng. Đó cán đỏ trắng ha, đây hàng Nhật nha anh em, made in Japan. Đó, hàng Nhật đàng hoàng. Đó, cái này là cái mẫu mẫu cũ nè, mẫu 10 mẫu cổ nè. Ừ. Xài rất là bền ha. À, em xài cái kéo này 2 năm rồi mà vẫn xài bình thường nên em. À, nhiều khi xài xong rồi dục ngoài vườn anh em. À, cứ ra lượm rồi xài thôi, nó rất là bền, rất là trâu luôn anh em. Nhiều khi em xài em ẩu, em xài xong em dục nó gốc cho mai luôn. Mấy bữa sau lượm lên là cắt bình thường anh em, mà xài 2 năm trời rồi anh em. Rất là bền luôn. Em công nhận cái thằng này nó rất là bền, cùi lắm. Xài rất là cool, anh em cắt nhôm thoải mái, không bao giờ bị gì nha anh em. Đó thì cây đỏ trắng chỉ là 160 thôi nha. Đó, còn không bao ship nha. Còn đây là cây kéo tỉa, cây kéo tỉa này chiều dài là 21 phân nha anh em. Nó có những cái răng rất là nhuyễn đây, là nó chống trượt nha anh em. Đây cái răng nó rất là nhuyễn trên cái lưỡi kéo này nè anh em. Mục đích của những cái răng này nè ha, khi mà anh em kẹp những cái cành á là nó không có tuột cái cành về trước nha anh em. Chúng ta thao tác rất là nhanh và cắt rất là bén nha anh em. Cây này em giống như em giao lưu cho vui thôi chứ cây này cũng lời lọc cho anh em ơi, giá rất là mềm luôn. Nó có bén ha. Cây này là 80.000 một cây nha anh em, toàn bộ bằng inox nha, cán toàn bộ bằng inox, bọc thêm một cái lớp nhựa đỏ là êm tay, nhưng mà bên trong là inox nha anh em. Rồi cái đinh tán rất là nét nha. Cái này 80.000, khi anh em mua một cặp như vậy nè thì em sẽ bao ship ha. 160 với 80 là 240. Còn với bên này như vậy nè, anh em mua hạ cặp này thì em cũng bao ship nè ha. 190 với 80 là 270, còn cặp này thì 240. Anh em mua hai sản phẩm như vậy thì em sẽ bao ship nha. À, còn anh em mua kéo tỉa, hai kéo tỉa thì em không bao ship được nha anh em. Ba kéo tỉa thì em sẽ bao ship, còn một kéo tỉa em không bao ship được. Rồi
Tiếp theo nữa là cái kéo cắt cành, cái này thì cao cấp hơn. Cái này á là hàng nguyên khối đây anh em nha, rất là đẹp luôn, đẳng cấp của bonsai ha. Anh em cầm vô cái kéo anh em cắt, nhìn vô là biết là chúng ta là dưng cho bonsai ha, rất là đẳng cấp luôn. Bằng cái kéo này nha anh em, 20 phân nha, chiều dài 20 phân đó, rất là đẹp nha. Anh em nhìn những con ốc nè, anh em thấy nè, rất là sắc nét, kể cả chi tiết như này anh em thấy không, nhìn nó rất là hầm hố nha. Hàng này hàng Nhật nha anh em, chứ không phải hàng tầm bậy nha anh em, hàng Nhật. Rồi cây này em sẽ giao lưu với em là 440.000, 440k nha, em sẽ bao phí ship tới nhà luôn. Kéo này cắt rất là bén, cái cỡ này mà cắt không bén nữa thì thôi ai mà sẵn xài nha anh em, và rất là bền luôn. Cây này anh em xài là được đẳng cấp, biết bao giờ cho hư, nó độc nguyên khối mà anh em, chỉ sợ mất thôi, không sợ hư ha, mất là sơ hở là bị chôm anh em. Đó, rất là đẹp ha, hàng Nhật, cao cấp hơn, đập nguyên khối, chiều dài 20 phân. Đây, nhìn răng cỏ đây, anh em nhìn răng cỏ nè, rất là đẹp ha, long lanh luôn, đẹp long lanh luôn. Đó, từ dày mà nó mài rất là mỏng vậy. Đó, này anh em xài biết bao giờ cho hư cái kéo này. Đó, xài mà chúng ta hư trước nó dễ gì hư nữa, trừ khi anh em cầm anh em chọi thôi. Rồi, nó đi kèm theo là cái hộp giống vậy anh em, rất là sang đây, 440.000, em bao phí ship, nằm trong cái hộp như vậy nha, gửi cái hộp đi như vậy đó, xịn sò vậy luôn. Rồi, 440.000 em sẽ bao ship, sở hữu được một cái kéo Nhật chất lượng. Tiếp theo nữa là dao ghép, đây là cái hàng mà em bán chạy nhất, hầu như đơn nào ai hầu như là 10 đơn 8 đơn là có dao ghép anh em. Watashi ha, hàng Nhật, rất là bén luôn, rất là bén ha, dao ghép hàng Nhật. Bây giờ em công khai giá cái này luôn nha, 201 một cây, em sẽ bao phí ship. 201 nha anh em, cây dao ghép 201 em sẽ bao phí ship. Rồi, thì clip nào thì báo giá clip đó nha. Nhiều khi anh em xem cái clip cách đây 2 tháng rồi, giờ cái giá hiện tại nên nó khác nha anh em, clip nào thì giá clip đó. Rất là bén nha anh em, 201 em sẽ bao ship. Rồi, anh em hợp cả sản phẩm nào thì anh em gọi điện trực tiếp qua số điện thoại, hoặc nhắn tin gọi điện qua số điện thoại em để trên màn hình nha anh em. Ba số điện thoại đó thì anh em gọi số nào cũng được nha anh em. Anh em để chốt đơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau nha.